cách khởi động xe. Sau khi ta đã lắp pin vào trong ta điều khiển và lắp pin vào trong xe xong, đầu tiên ta mở công tắc của ta điều khiển lên, đèn cho ta điều khiển chớp chớp. Ta gắn dây pin vào trong xe. Nhớ chú ý là khi ta gắn pin vào trong xe thì gắn luôn cái chuông báo pin vào trong cái xe. Trên chuông báo pin này đang hiển thị cho chúng ta biết là tổng điện pin của pin. Tổng là 7,7V đây. Xe thứ nhất 3,84V, xe thứ hai 3,85V. Trên cái chuông pin này nó có cái nút ở trên đầu. Ta chỉnh một lần đầu thôi. Ở đây ta chỉnh cái mức 3,6, nghĩa là khi mỗi cell pin mà nó xuống tới mức tối thiểu là 3,6, gần tới mức 3,6 thì chuông pin nó sẽ kêu liên tục. Khi ta chơi xe thì ta ghim cái chuông pin này vào trong xe. Khi nào thì chạy xe mà thấy chuông pin nó kêu liên tục, đó là xe đã hết pin ở mức tối thiểu rồi thì không chơi nữa, dừng lại. Tôi xin nhắc lại, khi khởi động xe thì ta mở công tắc của ta điều khiển lên, sau đó ghim dây pin vào trong xe. Dây pin phải ghim vô trong cái cục báo pin luôn để nó hiển thị cho chúng ta biết. Trong vòng 10 giây mở công tắc của xe lên, sau đó lắc cái bánh lái của ta điều khiển một cái để cho nó bắt sóng với nhau. Lúc này đèn trên ta điều khiển sẽ đứng yên. Bây giờ ta bóp cò là xe sẽ chạy, bóp nhẹ xe sẽ chạy nhẹ, bóp mạnh xe chạy mạnh. Đang chạy, đẩy cò về trước là thắng, thả cò về giữa, đẩy về trước là chạy lùi. Trên cái ta điều khiển này có hai cái nút. Một cái nút có tên là chữ ST trim. Cái nút nằm bên trái ở đây có chữ ST trim. Cái nút này dùng để chỉnh bánh trước của xe. Khi ta dặn cái nút này thì bánh trước của xe sẽ đi qua đi lại để ta chỉnh lái cho xe chạy thẳng. Nếu ta thấy xe chạy quẹo phải hoặc quẹo trái, tức là không bị lệch đó, không thẳng, thì ta dùng cái nút này để chỉnh cho bánh xe nó thẳng lại. Cái nút thứ hai là có chữ THDR nằm phía bên phải đây. Cái nút này dùng để chỉnh cái độ mạnh của tay ga. Nếu ta dặn cái nút này nhỏ lại thì cái tay ga nó sẽ yếu đi, xe nó chạy từ từ thôi chứ nó không chạy nhanh được nữa. Cho nên ta để cho cái nút này dặn hết cỡ để cho cái tay ga nó hết cỡ. Khi chơi xong rồi, tắt công tắc của xe trước, rồi sau đó mới tắt công tắc của ta điều khiển. Đồng thời rút tất cả dây ở trong pin ra, ra khỏi xe. Thử xe A24/28 ngày 7/8/2018. Một cái xe gồm có một bộ xe gồm có một chiếc xe, một cái tay điều khiển, một cục sạc, một cục pin 1500mAh. Ngoài ra thì khách mua thêm một cục pin nữa, một cục pin của xe A79B. Shop tặng cho khách thêm cái báo pin để dành kiểm tra điện áp của pin và báo khi pin hết điện, khi pin ở mức tối thiểu. Cách thức sạc pin: đầu tiên ta ghim cục sạc vào trong ổ điện. Trên cục sạc nó sẽ có cái đèn xanh báo hiệu là đã có nguồn. Ta ghim cục pin vào trong cái dây sạc, nhớ ghim cho đúng chiều pin. Có hai cái G ta ghim vào trong hai cái khe. Trên cục sạc nó sẽ hiển thị cái đèn đỏ báo là pin đang sạc. Khi nào cái đèn đỏ này tắt biến trở lại đèn xanh, đó là pin đầy. Thời gian sạc khoảng cỡ 2 giờ